tối chứ không có thấy ban ngày đâu, thấy buổi tối, thấy vào buổi tối mà đi cái dáng đứng là người, một người đàn ông, một người nam chứ không phải nữ luôn nha, mà mặc nguyên bộ đồ màu trắng vậy đó. Thì đầu tiên á, thì tôi đến đây tôi ở làm ở Phú Quốc, thì cũng có huynh đệ người ta tới để chơi đó, người ta nghe nói cái tiếng làm sao vậy đó, cho cục đá bự rồi đó. Đó thì bắt đầu mình mới đây này nhìn thấy kế bên nè, đá bự đó. Đây này cũng đã sát bên nè. Đã có miếu á, đã có cái máy chè trên. Ờ, cục đá dưới nè. Dạ, đá dưới nè. À, cục đá ha. Wow, có giống cái hình của cái người nào á. Wow. Không dám lên, người ta đâu có ai lên đâu. Lúc đó là người ta là 4-5 giờ bắt đầu lên, con vẫn còn nghe nó chuyện nữa, mà nó cái tàu thần đá chứ mình không có biết. Dạ. Thì nó không dám lên nữa, nó nào ngay đó là huynh đệ tôi là ông Hai Tảo, nó chết rồi đó, cái ông mới lên cũng nghe nó ào ào, không có người mà lên nói ào ào. Không sợ không xuống, không có người mà nghe tiếng mà nghe tiếng y tiếng người nam mà đó. Tiếng tàu của ngàn mà lớn nha, lớn lớn cũng như mình bắt máy sau băng mà mình dặn lớn vậy đó. Và cái huynh đó ở Liền Quỳnh đó là không có ở Quéo, huynh không có dám lên, huynh cũng đến đây cũng cỡ 4 giờ thường nghĩ là hai lần mới đậu chiếc xe dưới đó rồi huynh nghe cuối cùng rồi đó. Cái huynh mới lên nói ai về sát mà nói tiếng lớn quá, tôi đến đây tôi không dám lên, tôi ở dưới dốc cầu nè ông ba. Cái ông ba cũng nói em đâu có ai đâu, còn cái sư đệ thì hồi đó ở đây chơi ngủ ở đây nè, cái sư đệ gạch giá ngủ ở đây, rồi sư đệ nói ai về sát nói tiếng tàu lớn quá, anh ba ơi mở cửa ra coi. Ông ba mới nói thôi kệ đi, người ta về kệ người ta coi làm cái gì. Cái cậu đó mới nằm khoảng 2-3 phút, cậu nói không được anh ba ơi phải mở cửa ra coi ai mới được. Thì mở cửa ra thì cậu mới nói là chưa cái sáng đâu, cũng mờ vậy đó. Chưa dạ. Sáng mà lúc đó cũng tới chừng 4 giờ rưỡi à, 4 giờ rưỡi. Cái cậu mới nói lấy cái đèn pin ra đi, anh ba lấy đèn pin. Lúc đó là ở ngay chỗ cái bàn thờ Chư Thần đó, thì xẹt lên thì không có ai hết mà vẫn nói chuyện lồng lộng với nó tiếng tiều không à. Rồi các cái sư đệ đó nói cái chuyện này là cái chuyện thi hữu à. Cái hệ cái sư đệ đó cũng đi, cũng như đi Ta Bà cũng mấy chục năm rồi đó, cũng người tu á, là lấy đèn pin gọi lên, gọi ngay chân cái chỗ nói chuyện đó đó mà không có ai, mà ở dưới xe ở dưới lộ thì không có một bóng người. Nhưng mà lúc đó cô với chú có nghe cái âm thanh nói chuyện không? Nghe luôn, tại vì vẫn nghe ba người trong nhà vẫn nghe trên á, mà nói tiếng tiều nói nghe cái tiếng rất là hay gì đó, mà tiếng chú Nam. Và người bạn đó đều nghe cái âm thanh ba gì trong nhà đều nghe hết, nhưng mà không nghe rõ là họ đang nói gì. Thì chú ba thì đến với cái hòn me này thì chú ba ở đây lâu chưa chú ba? Mới 12 năm. 12 năm hả? 12 năm mà sao cái ý tưởng nào mà chú có thể vẽ lên những cái hình hài của ông này ông kia đồ hoa sen đồ rất là đẹp ở trên cái hòn me này chú ba? Thì mỗi ngày đó mình tới mình ngồi mình đứng mình nhìn thấy. Dạ. Yeah. Nó có một cái ấn tượng, ví dụ chỗ này mình thấy sao nó giống cột. Dạ. Yeah. Thấy giống giống gì đó mình mới vẽ được, chứ còn không giống đâu vẽ. Nếu giống là mình vẽ được ha chú ba? Không, bây giờ mình không phải họa sĩ, mình vẽ họ nó giống con khác. Này chú ba cũng cho mấy cháu ghi hình là tự nhiên đi, cái hồng me này ha, hồng me này ha, thấy nó đẹp quá. Đi, tự nhiên khu vực của Giác đó chú, là Kiên Giang. Cái này là hồng me tức là của Thổ Sơn, xã Thổ Sơn. Thổ Sơn. Xã Thổ Sơn. Dạ. Huyện Hòn Đất. Huyện Hòn Đất. À, tỉnh Kiên Giang. Hòn me của Hòn Đất Kiên Giang. Đúng rồi. À. Ta nói Hòn me, Hòn Đất là ba họ. Hòn Sóc. Thì chú ba có thể mà kể sơ lược gì cái nguyên nhân cái như thế nào mà chú có cái ý tưởng mà vẽ những cái hình con này con kia rất là đẹp lên tảng đá hả chú? Trước tiên đó mình ở đây mà thấy đá nó đóng rong. Dạ. Nó mình thấy nó hơi kỳ kỳ, cũng như bẩn mắt vậy đó. Còn mà thấy là sao cho nó đẹp, cho nó lịch sự lại chút. Thì bắt đầu mình đi tới lui xong thấy nó giống rồi con gì đó mình mới vẽ con đó được. Không giống mình đâu có vẽ được. Yêu trên này làm sao mình vẽ được con cá? Thì nó là con cá thì phải vẽ con cá thôi. Dạ. Thế mình vẽ con cá luôn được. Thành ra bắt buộc mình phải vẽ giống vậy luôn.
Rồi chú ba ở đây chắc cũng lâu rồi chú ba ha, 12 năm. 15 rồi đó. Gần 3 nhiệm kỳ rồi. Nhưng mà theo con thấy là chú mới về là chú nhìn những cái tảng đá này chú đã có cái mường tượng ra hay là sau này chú mới mới mường tượng mới suy nghĩ ra? Nó con có ấn tượng trước rồi. Ví dụ mình lại đi lại tới luôn, tao luôn nhìn thấy sao nó giống cái hình của con này quá. Mà cũng không tin nữa, cũng như mình nghĩ con mắt của mình không có bảo đảm lắm. Ồ, chú ba chỉ có gặp mắt âm dương chú nhìn thấy. Nhiều lần như vậy mình mới thấy à thì ra nó là con này nè. Bắt đầu mình giả thử mà cũng không tin nữa, không biết phải nó không, thì giả ra thì nó giống con đó thì mình thấy à vậy là đúng rồi, nó đó. Wow. Tưởng tượng nha, có bôi xóa vậy không chú hay là vẽ cái nó liền vẽ luôn vậy luôn, như có cái điểm sẵn ngay chứ, cũng như con cá có mú đó thì mình chỉ vẽ cái miệng với cái gì của nó thôi. Cá mú ha. Đó, cá mú ra con đá bự bự giống cá mú tròn tròn. À. Xíu nữa thì con sẽ lên quay lại từng cục đá mà chú đã kỳ công vẽ cho bà con xem. Nhưng mà ở đây con ngồi con nhìn lên á, một điều đặc biệt ấn tượng vô con mắt con là hình một con ma trắng giờ. Kìa thứ ở trên kia kìa. Phải không chú ba? Đó, nó khỉ. Tự thiên hả? Tự thiên hả? Đó là thạch hầu đó. Sao à, thạch hầu. Còn là bạch hầu chứ đâu còn là thạch hầu đó. Thạch hầu. Tại vì nó trắng giờ là vậy đó, tự thiên đó. Tự thiên hầu mới ra. Không phải tự thiên mà ông vẽ ông khỉ cũng như là khỉ. Ông nói như tự thiên mới ra đời. Trắng. Giống vượng quá. Thì đó. Trắng. Chắc. Thì cục đá sao mình vẽ y vậy thôi. Ngay cả tô màu là chú cũng mương tượng ra rồi chú tô màu luôn. Thì ở đây nó đâu có màu gì đâu, màu trắng với màu vàng không. Chú ba cho con hỏi nè, chú ba cái vẽ cái đơn thần thì nó không nói rồi, nhưng mà ý con muốn đây chú ba muốn tiết lộ như là có cái tâm linh gì đó không mà để thúc đẩy chú ba vẽ được như vậy mà giống y như cái con mà trong cái tảng đá, cái hình tảng đá luôn chú ba. Cái đó là cũng như mình nhiều ngày đó mình nhìn tới nhìn lui, đi tới lui mà nhìn thấy sao nó giống con này quá. À. Mà cũng chưa dám vẽ nữa, mình vẽ mình sợ nó giống con khác. Dạ. Yeah. Sau nhiều ngày thì mà thấy tới lui nó giống y vậy thì mình vẽ thử một con thử coi thì nó giống vậy. Dạ. Mình cũng mừng, cái vậy là tốt rồi. Đây mấy đứa học sinh nó lên này nó thí dụ mình vẽ con cọp nó nói mà con này giống con chó quá mà mình thua luôn. Hay con ngộ rồi hay đẹp ha. Nhưng mà chắc mình cũng có cái tâm linh gì đó mình mới vẽ được giống vậy ha chú. Thấy nó giống vậy, vẽ đại vậy đó. Cũng như cô hỏi cô đến đây rồi cô thấy thờ dưới cái cảnh như thế này, rồi trong cái tâm tư cho nghĩ như thế nào? À, cô ba hỏi con hả? Dạ. À, con nãy giờ con chưa lên tham quan, con mới ngồi chút có một cái lên, góc sân này, con nhìn lên thôi. Dạ. Thì theo cái góc sân này con nhìn lên nó thấy cái quan cảnh mà cô ba chú, cô chú trang trí á, thì nó giống như một cái khu vườn tao ngộ, một cái khu vườn gọi là, nhưng mà nó có một phần tâm linh. Đó, nhưng mà cái mà người ta nhìn vô á là làm cho người ta cái tư tưởng và cái con mắt nhìn cho nó mát mẻ dễ chịu. Đúng rồi. Cảm giác thoải mái dễ chịu. Nó sắc sảo sạch sẽ. Như lúc đó, trước làm là cho người ta muốn tới và khám phá. Như là rong cảm giác nó yên bình lắm. Có nghĩa là cũng như là mình nhìn cũng như là mình có một cái niềm vui phải không? Dạ. Yeah. Như nó thanh thản, nó nhẹ nhàng chứ nó không phải là sợ hay là nó không phải là nó quá u buồn. Kiểu như thoải mái, đầu óc nó thoải mái. Dạ thì chú ba mời cho con hỏi cái này nha. Thì giống như cái cơ duyên như thế nào mà hai ông bà chọn cái địa điểm đặt ở trên cái hòn me này để mà ở cư ngụ ở đây đó chú ba. Nhưng mà lần này thì tôi lên này tôi mở phòng thuốc. Dạ. Phòng thuốc nam đó, lúc đó là năm đầu tiên đó, là 5 năm đó. Dạ. Là phòng thuốc nam đó có vẻ hay bản phòng. Dạ. Thuốc nam thì dạ. Đây chỗ cục đá đó. Dạ. Đó, rồi bắt đầu làm tiếp nữa thì năm thứ hai, tức là nhiệm kỳ thứ hai là 10 năm đó, là người ta không còn đem đến thuốc men cho mình chặt phơi nữa. Dạ. Lực bất tòng tâm luôn mà làm cũng không nổi nữa. Thôi nhỉ. Thì nếu thường nói chú ba thì con thấy những mở phòng thuốc nam mình thường thấy mở ở dưới đồng bằng là thường, chứ ít có khi nào mà mở ở cái chân núi hơi giống vậy.
ở đây thì nó dễ, thuốc đem lại nó gần. À, là trên núi xuống đem xuống nó gần hơn ha. Ở đây trên này đem xuống nó gần hơn. Dạ. Hồi đó thuốc cho này nhiều lắm. Thì nếu mà cái hồi xưa là mình ở đâu mà mình khi mà mình chọn cái ở đây là mình về ở chú Ba với mà ừ, ở Rạch Giá. Rạch Giá ha. Do cái phần cơ duyên như thế nào đó không bà. Tôi mới hút thuốc ở dưới cái gì Mương Kinh ở đây chỗ bà Ba Thông đó gì đó. Cái cơ duyên nó cũng đưa đẩy cậu ơi. Dạ, bắt đầu mình mới lên cái này. Dạ. Hốt thuốc ở cái này. Dạ. Thế mình ở đây mình có cái gọi là cái gì đó mình thoải mái tinh thần chọn cái nơi đây hay sao chú Ba? Thoải mái tinh thần. Thôi thì không có gì hết. Dạ. Tất cả đất của người ta. Dạ. Lên chỉ hợp đồng mình mướn nữa. Dạ. Cái là một nhiệm kỳ là 5 năm. Dạ. Rồi ở đây là 3 nhiệm kỳ tức là 12 năm. Mình có hút thuốc nam không hay là mình có làm xài gì không chú Ba? Hút thuốc nam rồi. Bây giờ làm hết nổi rồi. Nếu cái đó hút hồi xưa là chú Ba hút theo cái kiểu thuốc là trị cái bệnh gì hay chú Ba? Nó nhiều bệnh lắm, thí dụ đa số là trúng gió. Trúng gió vô nó làm cho con người của mình nó thế này thế kia đủ thứ kiểu hết. Tức là không được tự nhiên như bình thường. Dạ. Trúng gió mà. Làm như là nó đau nhức mỏi là gì đó. Thì bắt đầu mình mới hút thuốc nam. Đau chân, đau lưng, đau tay nữa là bình thường. Nhức mỏi đâu ha? À, nhức mỏi. Nó gọi là phong độc. Dạ. Tức là trúng gió mà mình không trị thì nó sẽ ra những cái loại độc. Lâu ngày đó hả chú? Lâu ngày nó sinh ra loại độc. Dạ. Những cái hình ảnh này là chú Ba có mơ thấy không chú Ba? Chú Ba vẽ được những hình ảnh này nè. Cái này là không có mơ. Chứ mình đi tới lui hàng ngày rồi mà thấy mấy cục đá nó đóng rong đó. Dơ quá. Không có rồi mình đứng lại mình nói. Nhiều ngày vậy mình mới thấy hình như nó giống con này, hình như nó giống con kia vậy đó. Dạ. Mình mới không dám vẽ nữa, bởi vì mình không phải võ sĩ, đâu có biết vẽ. Bắt đầu mình vẽ thử một con, sao thấy cũng coi được. Với mấy đứa học sinh nó lên chơi đó, mình hỏi nó con này con gì vậy cháu? Dạ. Nó nói con này y vậy, nó nói mình thí vô mình hỏi nó con cọp, nó con cọp. Thì cũng mừng, như vẽ sư tử đó, hỏi con này con gì vậy cháu? Nó nói con sư tử. Dạ. Mình cũng mừng, làm nó giống. Dạ. Sợ nó con chó, con mèo. Dạ. Vậy là trong một bức tranh như là chú Ba vẽ bao lâu? Hình như là có một buổi hay là hai buổi vậy, một buổi. Đúng là một buổi. Nó làm như là cái tay mình làm lia chia cho không nghỉ. Ừ. Cho nó hoàn thành luôn vậy đó. Chứ mình để là bữa sau mình cũng không biết vẽ làm sao. Dạ. Nhưng thật là lạ là chú Ba chia sẻ là chú Ba không biết vẽ. Không, không biết gì hết. Mình đâu phải họa sĩ, nhưng mà nhìn vô mình thấy nó giống cái con đó, mình vẽ liền. Mình mừng tượng ra là làm liền hay làm liền, chứ còn để lâu cũng không biết vẽ nữa. Thấy khu vườn của chú Ba ở đây thì rất là đặc biệt luôn ha. Có những hình gắn đùa, con sư tử kia đủ thứ con. Thì nói chung Phật, thì thánh tiên đủ thôi, đầy đủ các cung các cõi luôn hay chú Ba? Đúng rồi, bên kia thì cung tiên, cung Phật. Nhưng mà con thấy là cái khu vườn của chú Ba ở đây là rất là đặc biệt hơn các chỗ luôn á. Cái này ta gọi là linh bất linh thay ngã, thì mình nghĩ nó hơi kỳ kỳ thì nó kỳ kỳ, mình nghĩ bình thường. Dạ. Nó bình thường. À. Như lúc... là như vậy hay không? Bài đang mình cũng có cái pháp tu hay chú Ba, mình đang tu pháp môn nào hay chú Ba? Tôi thì tu tiên. Tu tiên vẫn niệm Phật. Bởi vì thì tôi làm cái bài thơ tu tiên á. Tu tiên chỉ giữ tâm giữ luật. Đoạn tiền, đoạn tình, đoạn sắc sinh. Dạ. Ăn chay niệm Phật nhiếp tâm tịnh, đạt được địa lý thông thiên văn. Vậy là cái pháp tu của mình là thiền hay sao chú Ba? Không phải, mình niệm Phật. Niệm Phật, tu tiên của mình niệm Phật. Là gì đó? Ví dụ mà có lỡ rớt Phật thì xuống tiên. Dạ. Yeah. À. Lúc nãy anh em con vừa ghé thì chú Ba cũng chia sẻ một câu con nghe rất là lạ luôn. Là chú Ba nói là chú Ba tự nhận mình là người điên, người khùng. Tự nhiên cái vẻ gì thôi. Là đâu có phải họa sĩ đâu biết. Và vì sao mà mình nhận là mình người điên, người khùng chú Ba? Thì mình làm cái chuyện này nó hơi kỳ kỳ, người. Yeah. Thường người ta đâu có làm. Yeah. Vừa tốn tiền mà vừa tốn công nữa. Mà đất là đất của người ta, không phải đất của mà mình. Tại sao lại mướn như thế này, mình lại vẽ những cái hình như thế này, giống là đó là một cái căn duyên á. Thì cái này mình cũng không biết nữa. Yeah. Thấy nó giống con gì mình vẽ con đấy. Chứ mình không có ý nghĩ gì hết. Chứ mình đâu có biết. Không phải họa sĩ, bây giờ mình mướn người ta vẽ tiền không. Tiền đó mà mướn. Giống như là mướn đất mà lại tạo chùa. Đó, cái này đó, mấy cục đá họ ở đây là hoàn toàn đá không, từ bụi tre đắng hay đi lại thuốc bên kia cũng đá. Tổng số hình ở đây là chú Ba vẽ được khoảng bao nhiêu hình hay chú Ba có nhớ không? Không,
nhiều quá ha. Nói chung thì cái anh em tụi kỳ hỏi chú ba một xíu đi lên quay những cái cục đá, cái hình để cho của anh chị tham khảo luôn ha. Chứ tự nhiên là đừng có quá để gì hết. Từ cánh tiên sao chú bạn? Hả? Từ cánh tiên hay sao? Sao? Từ cánh tiên á. Cánh tiên ở bên kia. Phúc Nghe từ thiện để là Văn Ngọc. Ở đây gọi là địa chỉ gì chú ba? Ở đây gọi là Hồng, ở đây là Hồng Me. Văn Ngọc hay là Văn Ngọc chú ba? Vạn Ngọc. Vạn Ngọc. Ngọc là sao chú ba? Là cái tên của tôi đó. À, tên của chú ba ha. Còn Phúc Nam bạn Ngọc rồi chú ba. Tại vì con coi cái clip trên mấy bạn kia cũng có quay đó chú ba, có họ con họ chỗ này. Thì thấy chụp hình thấy cũng cảm ơn. Khá là đẹp. Không được đó em ạ. Con hỏi cái em kia. Em kia nói đây là điện mặt trăng mặt trời gì đó. Điện cái... mặt trời. Ở đây là điện mặt kia trời. Điện mặt trăng bên đồng đất. Ở đây là điện mặt trời. Ở đây là mặt trời. Đây là điện mặt trời. Bởi vì mặt trời chiếu ngay cục đá cho nên đó, đó. Tôi cắt cái khóc cho nó. Chứ ngay chân luôn vậy. Mà trong cục đá này có cái hình gì lạ quá lắm. Có cái hình lạ. Nó có cái khóc kìa nè. Giờ gọi là điện mặt trời. Điện mặt trời. Chú Quang thấy dắt con lên trận tham quan thử không chú Quang? Tự nhiên đi, đừng thấy. Đi mà tự nhiên nó hay hơn. Dạ, tự nhiên ha. Đi tự nhiên đi. Điện mặt trời là có nghĩa là ông mặt trời chứ ngay chân luôn. Ngay chân cục đá đó luôn. Và cái cục đá nó dạ ra. Hay là sao chú? Chiếu ngay cục đá thì gọi là mặt trời. Chú nghe cục đá nên chú ba chân đang ở bắt đầu tôi mới cắt cắt y gì nè. Trên nó nhỏ nhỏ đó. Rồi bây giờ anh em mình có thể đi dài dài lên thôi. Tự nhiên chỗ nào có đường đi thì cứ đi tới qua bên kia luôn. Đi bên kia có hình ba ông tiên. Ở trên đá. Hình ba ông tiên trên đá luôn. Dạ rất là dễ giờ nó cũng hơi mờ mờ. Nếu mà chú ba nói mà chị bệnh về sốt thì ở trên đây là rừng núi thì sốt rất rừng nhiều. Đúng rồi. Sốt rét rừng đó là khó ai chị được lắm đó nha. Nếu mà dính vô cái đó là chú ba có thể hốt thuốc rồi người ta về đủ nó hết rồi chứ ba. Cũng có người hết người không. Thí dụ vậy, có người hết mình nói hết cho nên hoàn toàn mình nói dốc. Chỉ như người ta bệnh khác. Nhưng mà ta khai bệnh khác. Mình phải hốt ra cái bệnh người ta khai. Chú ba năm nay chú ba tháng 3 năm nay như vậy chú ba như tôi 78 rồi. Ất Dậu. Thiếp như vậy. Cô năm nay 53. 53. Tuổi tức. À, vậy là mình có mấy người con hay con với chú? Cô thì không có con. À, hai ông bà không có con ha. Ông này có con, hai đứa mà ở xa cổ. Bà này là cô thì sao? Dạ. Bà là khoái núi bà là. Viên viên sao ha. Về đây bắt mẹ. Nó năm nay tôi ở đây cũng không có gì hết. Đất thì cũng của người ta, cái gì cũng của người ta. Rồi cái hàng ngày là nguồn thu nhập của mình là từ đâu chú ba? Con tôi nó gửi cho. À con chú ba gửi cho. Nó ủng hộ mình sống qua ngày, vì mình ăn chay mà. Ngày hai bữa cơm chay, niệm Phật lai rai vậy thôi. Sống qua ngày. Sống qua ngày. Thấy cô với chú ba với bà nói là tâm đạo hay quá thầy. Chứ còn dân giả thì không có đâu cô. Dạ. Mình sống mà ở trên đây thì là mình sống ý thức được. Nói chung là sống qua ngày. Người ta ở đời hơn nhau là có chỗ giác với mê. Mình sống nghèo lắm. Nếu mình giác thì mình mới tồn tại. Sống nghèo, giác mình ở trên núi mà. Nhiên. Còn mê là mình đâu có làm gì được đâu. Mình chống lại. Sống qua ngày qua ngày. Cho nên cái đó là cái mình sai lầm. Nếu mà mình không có đói ngày nào. Mình là hình tướng, con người mà tất cả hình tướng đều là giả. Mà giả thì đâu có tồn tại với thời gian. Mình hơn nhau là cái gì đây mà phải thở thôi. Chứ đâu có gì đâu. Rồi mình tranh giành với nhau để làm cái mình gì. Mình không có lo nhiều. Tranh đạo thì đạo đi nhân rồi. Không có lo quá. Người tranh người. Mình thì nói là con người thì không có ai mà không có lo hết trơn á. Nhưng mà mình giới hạn nó lợi vậy đó. Chú ba cho câu hỏi vấn đề về tu tiên á là có một cái đạo riêng hay sao chú ba? Không có, mình lên núi là phải tu tiên. Dạ. Tức là ông Hồng Quân Lão Tổ, tức là ông tiên trưởng, mình chỉ niệm Nam Mô Tiên Ông Hồng Quân Lão Tổ. Dạ. Buồn buồn thì niệm, không buồn thì thôi. Đâu ai bắt buộc mình. Bởi vì mình tu tiên chưa biết mình có phải thành tiên không. Còn nếu mình nín thin mà làm hoài cũng như mình ngày nào mình đói mình cứ ăn ăn hoài thì tự nhiên nó thì mình niệm ông tiên nó vậy thì có thể sau này ông nhìn thấy mình thấy hợp lý cho mình đi về mấy cõi tiên ví dụ vậy. Chứ mình có đâu nghĩ là mình tu tiên là thành tiên đâu. Mình đâu có biết tu tiên là mình có quy y cái gì với một vị nào không? Không có. Lên núi là tự nhiên vậy. Lên núi là tự nhiên phát tâm tu tiên. Mình thấy quy luật tự nhiên. Tu tiên là tu giải thoát. Tu là gì? Là niệm Phật. Niệm Phật là tu. Đi đứng đồng hồi niệm Phật tu. Cái mình rớt Phật thì xuống tiên.
Mình cũng tính hơi hơi chỗ đó. Yêu yêu quý vị và cái động như của mình đó, nếu mà giữ trọn vẹn thì cũng là một tiên này. Yeah. Lên trên này là tránh ma sát đụng chạm, và nó không có gì vui buồn nữa. Tự nhiên rớt Phật thì xuống tiên, mà miễn rớt tiên thì xuống gì. Cái đó mình cũng không dám nghĩ tới nữa. Yeah. Mình theo mấy ông tiên mình cứ là niệm tiên, nhưng mà niệm Phật trước rồi đã. Yeah. Yêu hơn thì mình còn ở cái chân tiên, còn xui nữa thì xuống nữa. Yeah. Chắc là con nhìn thấy chú ba giống như tiên Bắc Đà. Dạ. Vô tóc bạc phơ. Mấy cậu đi, mấy cô đi quay cái kênh này thì cũng đều là cái căn lành hết rồi đó. Dạ. Tất cả đều có cái căn lành hết á. Cũng là nhiều đời nhiều kiếp. Dạ. Cũng đã có gieo được hạt giống Bồ Đề trong cái tâm thức rồi. Cho nên là mình đi qua những kinh này á, cô thấy ở trên mạng á, cũng giúp được nhiều hoàn cảnh lắm. Cô thấy cái điều đó là cô thấy rất là cao quý. Đưa mình vào cái môi trường trước để tiên đó, mình làm quay đầu giác ngộ, mình dễ quay là đưa lên, giúp người là cũng giống như mình giúp cho mình vậy đó. Đặt nghèo quá. Ông này, theo cô nghĩ là nó như vậy. Bà này bộ khùng sẽ đi lên trên núi hả? Thấy không? Chắc có cái gì đó. Giúp những người già cả neo đơn. Đó, giống như ngôi nhà, cũng như là có thể là một sạch, hay là ta nói tu giúp là những hoàn cảnh Phật là tu, đi đứng đằng hồi là Phật tu. Trong tâm có Phật cũng có chùa, mình đâu có cần phải đi chùa. Giúp được gì là mình thấy lòng mình cũng tâm vui cho cô. Ở phía trong cô thấy rất là nhiều tượng Phật á, có thờ Trang Ngọc Hoàng luôn hả? Có luôn. Dạ. Đó là của người ta. Nếu cô giúp người không? Ta thì cũng giống như mình giúp mình. Thôi thì chỉ cái không vậy thôi. Có thể là người ta thấy vậy nên người ta cho như cái năm báo công đức này, thì cái cho nạn ở trong cái gia đình mình á nó dơ đi. Không vậy đó. Đó. Mình không có gặp những cái ác bệnh, với gia đình mình không có gặp những cái nạn lớn nạn nhỏ. Dạ. Sống là bình thản. Với cuộc sống là cô thấy cái điều đó là nó rất là thú vị. Yeah. Thời gian gần đây khi mà con bước vào cái công việc từ thiện á, thì con suy nghĩ giống như vậy đó, là mình giúp người ta, là mình đang giúp chính bản thân mình. Tại vì có nhiều khi á, công việc của mình có thể mình giúp không được cho chính bản thân mình, thì cái cách cuối cùng mà để con cứu giúp được cái gia đình của mình đó, thì mình đi mình giúp người ta trước, tức là mình giúp cho mình đó. Dạ. Yeah. Tự nhiên vậy thôi, cũng như mình tích đức thì phụng đức, trừ nhỏ là mình gieo gió thì gặt bão thôi. Với lại mình là ví dụ mình là một vị là cũng như là người lớn, là mình là bậc cha mẹ. Yeah. Mình ở có đức, mình ở có đức thì con cháu mình cũng được hưởng. Yeah. Mình vốn là cha mẹ, là người lớn mà, một vị là cũng như là một vị lãnh tụ trong gia đình đi, con nghĩ gì đó, mà mình ở đó là mình có đức, lấy đức làm đầu, thì mình giúp cho nhiều người, cho người khác thì con cháu mình cũng được hưởng, mà mình cũng được hưởng, theo con nghĩ gì đó. Cứ đi tự nhiên thì đừng ngại. Chứ là con lên đây thì con thấy cái khung cảnh nó cô chú dọn lại thì nó giống như một cái tiên cảnh, nó giống đây. Mình nói vậy đó, thì, mình hướng nên nó giống vậy. Kể cho con nghe một câu chuyện tâm linh nào mà nó cô chú đã chứng kiến, nó từng gặp, đã trải qua của cái khu vực ở đây á, để cho con được nghe thêm, biết thêm về một cái câu chuyện tâm linh nào mà ở khu vực chú đang ở đây là chú. Thì đầu tiên á, thì tôi đến đây tôi ở làm ở khu phố. Thì cũng có huynh đệ người ta tới để chơi đó. Người ta nghe nói cái tiếng làm sao chỗ cục đá bự rồi đó thì bắt đầu mình mới đây này nhìn thấy kế bên nè, đá bự đó, đá đỏ hả chú, đây này cục đá sát bên nè, đá có miếu á, cục đá có cái máy chè trên đá dưới nè, đá dưới nè, nói chuyện cục đá ha, wow, có giống cái hình của cái người nào á, wow. Thì nó không dám lên nữa, nó nào ngay đó là huynh đệ thôi, là ông Hai Tảo nó chết rồi đó,
cái ổng mới lên, lên cũng nghe nó ào ào, không không có người mà lên nói ào ào, không sợ không xuống, không có người mà nghe tiếng mà nghe tiếng y tiếng người Nam mà tiếng Tàu nghe mà lớn nha, lớn lớn cũng như mình bắt máy sau băng mà mình dặn lớn vậy đó. Và cái Quỳnh đó ở Lình Quỳnh đó là không có ở Quéo, Quỳnh không có dám lên, Quỳnh cũng lên đây cũng phải 4 giờ. Thường nghĩ là hai lần. Quỳnh mới đậu chiếc xe dưới đó rồi Quỳnh nghe cuối cùng rồi cái Quỳnh mới lên nói ai về sát là nói tiếng lớn quá, tôi đến đây tôi không dám lên, tôi ở dưới dốc cầu nè ông ba. Cái ông ba ông nói em đâu có ai đâu, còn cái sư đệ thì hồi đó ở đây chơi ngủ ở đây nè, cái sư đệ Gạch Giá ngủ ở đây, rồi sư đệ nói ai về sát nói tiếng Tàu lớn quá anh ba ơi mở cửa ra coi. Ông ba mới nói thôi kệ đi, người ta về kệ người ta coi làm cái gì. Cái cậu đó mới nằm khoảng 2-3 phút, cậu nói không được anh ba ơi phải mở cửa ra coi ai mới được. Thì mở cửa ra thì cậu mới nói là chưa cái sáng đâu, cũng mờ mờ vậy đó. Chưa dạ. Sáng mà lúc đó cũng tới chừng 4 giờ rưỡi à, 4 giờ rưỡi. Cái cậu mới nói lấy cái đèn pin ra đi, anh ba lấy đèn pin. Lúc đó là ở ngay chỗ cái bàn thờ Chư Thần đó, thì xẹt lên thì không có ai hết mà vẫn nói chuyện lồng lộng với nó tiếng tiều không à. Rồi các cái sư đệ đó nói cái chuyện này là cái chuyện thi hữu à, cái hệ cái sư đệ đó cũng đi cũng như đi ta bạc mấy chục năm rồi đó, cũng người tu á, là lấy đèn pin gọi lên gọi ngay chân cái chỗ nói chuyện đó đó mà không có ai, mà ở dưới xe ở dưới lộ thì không có một bóng người. Nhưng mà lúc đó cô với chú có nghe cái âm thanh nói chuyện không? Nghe luôn. Tại vì vẫn nghe ba người trong nhà vẫn nghe trên á, mà nói tiếng tiều nói nghe cái tiếng rất là hay gì đó, mà cô tiếng người Nam. Người bạn đó đều nghe cái âm thanh ba gì trong nhà đều nghe hết. Nhưng mà không nghe rõ là họ đang nói gì thôi hả? Nói tiếng tiều mình đâu biết nghe tiếng tiều. Nói tiếng tiều không à. Mà có một âm thanh đó thôi hay là nhiều âm thanh hơn? Một âm thanh thôi, chỉ một người nói thôi, một người Nam nói thôi. Mà cách đây là cũng cỡ 8 năm rồi nghe, bị cô ở đây 12 năm rồi, cách đây cỡ 8 năm rồi đó, là nghe tiếng nói chuyện vậy đó. Mà lớn lắm ha, ngủ không được rồi mới ra, gọi đem đi ra xem. Nói lớn lắm, nói là như mình dặn cái thùng máy cho băng lớn vậy đó. Nói tiếng tiều nghe thanh thoát vậy nghe. Rồi cái cậu đó mới nói cái chuyện này là cái chuyện rất là hy hữu, tại sao không có người mà nói lòng lộng như vậy. Rồi gọi đèn pin cho xong rồi cũng không hết, vẫn nói không hết, cũng bình thường, vẫn nói à. Rồi thường. Lúc đó rồi cô chú với lại người bạn đó phải làm sao? Thì mình nghĩ gọi, mình vô nghĩ, mình nghĩ gọi. Chuyện của người ta. Không mình... có ra thắp nhang cái gì hết hả? Không. Không dám ra luôn. Không dám ra luôn. Không có sợ, nghe nói gì không sợ. Bởi vì mình cũng biết về cái tâm linh, cho nên mình nghĩ nói như vậy là có lẽ là không phải là ma quỷ đâu mà là thần thánh. Mình cũng biết là thần thánh. Mình nghĩ vậy đó. Vì mình nghe cái tiếng nói là mình cảm thấy nha, nó dễ chịu lắm. Nhưng mà cái cách gì của một cái vị đó đó nói chuyện, một cái vị thần thánh đó nói chuyện đó là giống như là đang muốn truyền đạt hay là đang bị nóng giận. Không có nóng giận, cô nghe không có nóng giận nha, mà nghe nói cái tiếng nghe là mình dễ mến, dễ thương, mà nghe lòng mình nghe nó dễ dàng mà mình thích nghe lắm. Mà mình thấy thoải mái. Người đang truyền đạt cũng đang nói truyền đạt cũng gì đó. Mà nói tiếng tiều không, mình không biết nói là nói tiếng gì. Nói là nói cái những cái gì mình không biết. Giống như là nói tiếng trên hoa. Rồi cái cậu đó bây giờ là cái cậu đó đi về Thủ Đức ở rồi. Cậu đó, cậu sư đệ đó đó. Thời gian đó xảy ra là nó khoảng chừng giống như là cả tiếng đồng hồ hay là nửa tiếng đồng hồ. Nấu không lâu đâu, nấu không lâu đâu, nấu không mấy tiếng đồng hồ, nấu không lâu đâu, nấu nói cỡ chừng 15 phút trở lại à, chứ không có nói lâu. 15 phút thôi. Dạ, trở lại, từ 15 phút trở lại thôi chứ không có nói lâu. Lúc đó cũng gần sáng rồi, 4 giờ. Cũng gần sáng rồi, 4 giờ rưỡi rồi. Nhưng mà sau khi câu chuyện đó xảy ra thì có lần nào nghe tiếng nói nữa không? Chú ba và sau này cô có ngủ, cô ra nằm võng, cô nghe lâu lâu cô nghe nhiều tiếng nói, mà nói cho mình nghe một hai tiếng nè, chứ không có nói nghe nhiều, cao lắm là 4 tiếng, có nam có nữ có, mà lâu lâu mới nghe một lần. Nói mà nghe cái tiếng ngộ lắm, cái âm thanh không phải như là cái người phàm của mình, mà cái tiếng nói là cũng như là mình nghe là không có sợ. Tiếng nói người ta nói bình thường, nói nghe dễ chịu vậy đó. Cô ba đâu có sợ nữa, cô ba nó quen rồi. Chào chú các bạn, là cô ba và chú ba mới kể cho mình nghe một cái câu chuyện là cách đây mấy năm thì cô chú và một người bạn có chứng kiến là ở trên phía trên đây nó có một cái tảng đá, thì vào buổi tối trời trưa thờ Chư Thần đó. À, tảng đá thì bây giờ là thờ Chư Thần, Chư Thần năm non bảy núi á. Tại sân thần thì khi vào một buổi tối là
nghe được cái âm thanh giọng nói của một vị đó mà không biết là vị nào, thì tưởng đâu là có người đang ở đó. Thì cô chú và người bạn đó bắt đầu mới lấy đèn pin lên soi thử xem là ai nói chuyện ở trên đó mà nghe cái âm thanh nó rất là lộng lộng, rất là lớn. Thì khi mà dọi đèn pin lên thì không có ai hết. Thì khi mà dọi đèn pin lên là biết là không phải ai, và cô chú là nghĩ là một vị nào đó, một vị thần thánh nào đó, thế là không có, không dọi nữa và đi vào ngủ. Cái âm thanh mà nói đó thì cô chú cảm nhận được là giống như một cái vị thần thánh nào đó mà muốn truyền đạt cái gì đó. Nhưng mà nghe nó thoải mái tinh thần đó. Nhưng mà mình nghe thì cô chú nói rằng mình nghe gì? Bằng cái tiếng đó là tiếng Hoa hay tiếng Tiều đó, cô chú không tiếng hiểu gì? Là đang nói gì. Tiếng Tiều, nó là tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Tiều của tiếng người Tàu á. Dạ. Dạ. Chứ không phải tiếng Việt của mình. Cô chú hiểu được là tiếng người Tiều. Mà không biết được là nói trong cái cốt truyện là nói cái gì không thôi. Nói cái gì, nhưng mình nghe thoải mái. Có cảm nhận là nghe rất là thoải mái dễ chịu. Cũng như mình nghe kinh kệ vậy. Dạ, kinh. Và sau đó thì nó cũng như là một ngày sau, hai ngày sau, ba ngày sau thì có cái điểm gì phát ra từ ở cái nơi đó và cái điểm gì lạ trong những cái ngày gần đó khi mà xảy ra cái câu chuyện đó nó không thật chú ba? Không. Con nghe con lần đó là có huynh đệ ở đây đó. Sau đó, sau có tiếng nói chuyện rồi thì sau đó, đó là cô thường thấy mấy lần là hết luôn nha. Cô thấy nha, một quỷ đó mặc đồ trắng tươi à, đứng ngay cạnh, ngay cái cạnh mà nói chuyện hồi thì rồi đó. Là đứng mặc nguyên bộ đồ màu trắng vậy đó, đứng ngay cái chỗ nói chuyện đó đó. Sau này cô thấy cũng được 2-3 lần rồi là cô không có thấy được luôn nha. Tuyệt đối không thấy luôn. Cô thấy vào buổi tối là cô thấy vào thấy buổi tối thì... chứ không có thấy ban ngày đâu, thấy buổi tối, thấy vào buổi tối mà đi cái dáng đứng là người, một người đàn ông, một người nam chứ không phải nữ luôn nha. Mà mặc nguyên bộ đồ màu trắng vậy đó, đứng ngay cái chỗ nói chuyện, cái chỗ thờ chư thần đó. Là cô thấy khoảng chừng 3 lần mà lâu lâu cô mới thấy được một lần, rồi là tới giờ không có thấy luôn. Là vào buổi tối là cũng như là khuya lắm không, hay là khoảng chừng 6-7 giờ tối? Vào buổi tối mà cũng là vào cái buổi là khoảng chừng là 4 giờ rưỡi đó. 4 thấy... giờ rưỡi tối gọi là có đó là khoảng giờ sáng rồi. Sáng rồi, sáng rồi đó. Phần sáng. Cũng thấy cái cử như là cái cử nói chuyện như đó, y cái cử đi đó. Là ra thấy được 2-3 lần là đứng ngay cái chỗ nói chuyện, ngay cái vách đá của chư thần đó, là mặc nguyên bộ đồ màu trắng mà thấy là cái dáng của người nam. Ôi, chị cũng chắc có thể là một vị thần rồi. Yeah. Thì... nó nghe cục đá thì mình nghĩ mà cô thấy là cô cũng nghĩ là một vị thần, là cô không sợ. Cao bự không hay là chị nhỏ như một cao người mình thôi? Cũng cao à, thấy cũng cao mà không có cao quá. Không có cao quá đâu. Mà mặc nguyên bộ đồ màu trắng vậy đó. Nhưng mà có cho cô thấy được cái dáng dốc về mặt không, hay là chị có cho cô thấy về cái dáng dốc về tướng mạo hình? Thấy cái tướng thôi chứ không có cho mình thấy cái mặt quá rõ đâu. Yeah. Thấy cái tướng cao, thấy cái tướng người đàn ông như đó mà mặc bộ đồ nguyên bộ trắng mà không cho thấy cái mặt rõ. Không cho thấy cái mặt rõ đâu. Chung là cái câu chuyện mà nãy giờ chú ba với chú ba chia sẻ cũng nghĩ vậy nha. Cô kể thì con cũng nghĩ đó là một vị thần, một vị chư thần ở khu vực đây. Thấy nói chỗ cục đá thì mình cho ông thần đá gì đi. Rồi bao lâu mình mới thờ mà cái trên đó con? Thì lúc đó là thờ rồi đó. Nghe tiếng nói chuyện mới thấy được là cái hình của một người nam mặc nguyên bộ đồ trắng đó, là lúc đó cũng thờ mấy năm rồi. Là thờ, cũng thờ mấy năm rồi. Dạ, thờ cũng mấy năm rồi đó. Và đó là cũng là một cái điểm lạ đầu tiên mà xảy ra của ở trên cái vị của trên cái điện chư thần này. Dạ. Yeah. Điện mặt trời, ở đây là điện mặt trời. Yeah. Điện mặt trời khi mà thờ thờ chư thần. Thờ chư thần. Trên thì thờ Hoàng Thiên. Dạ. Trên là thờ Hoàng Thiên. Mình có thấy những cái cục đá mà có cái mái che đó, đó là cao đó, mình nhìn cái hình là giống như là một vị thần đang đứng trên đó. Con nhìn thấy được, con mới nhìn thấy thằng đá. Vậy chú ba với Thím Ba cho con đi lên đây. Tự nhiên đi, tự nhiên. Nãy giờ nghe cái câu chuyện của chú ba, Thím Ba kể rất là hay và nó lạ luôn. Thì con muốn lên đây ghi hình trực tiếp chia sẻ cho bà con xem những cái hình hài mà chú ba kể có nằm trong cái câu chuyện này hết. Chú ba, Thím Ba. Dạ, con cảm ơn chú ba, Thím Ba nha. Thì nãy giờ chú ba Thím Ba đã chia sẻ những cái hình đã có trong đá đây, cũng là một cái câu chuyện mà chú ba cũng đã từng gặp. Thì xin dắt các bạn đi đây vòng vòng cho biết. Chim cá hổ. Nó rất là lạ luôn.
không hiểu vì sao là cái ba hòn này mà lại liên quan tới bãi núi chú ba. Cảnh rất là đẹp luôn, như cảnh tiên luôn các bạn. Mỗi một hình gì là có một cái hình hài gì đó. Đó, bà con có thể xem. Đó, mình quay vòng vòng cho bà con xem chiêm ngưỡng. Mỗi một đá đều một có cái hình hài. Đó. Đó bà con. Thì video đến đây cũng khá là dài rồi. Bà con xem video thì nhớ ủng hộ với mình để có những cái động lực khám phá những cái tâm linh, những cái nơi huyền bí mà cảnh đẹp để chia sẻ cho bà con chiêm ngưỡng nha. Thì xin hẹn bà con lên một cái video tiếp theo, được mình sẽ hỏi chú Ba và thím Ba để chỉ cận cảnh những cái con thú này có cái ý nghĩa gì cho bà con.